trạm 505 được đưa vào vận hành năm 94, thì trải qua nhiều giai đoạn mở rộng ngang lộ, nâng công suất, thì hệ thống điều khiển là cổ điển, thì nó rất là khó khăn, phức tạp, bao gồm các tủ điều khiển cũ rất là khó khăn trong vận hành, hệ thống mạch nhị thứ kết nối từ thiết bị tới phòng điều hành là rất là nhiều cáp, thường xuyên xảy ra chạm chập, rất là nguy hiểm, không an toàn. Hệ thống rơ le thì sử dụng thiết bị cũ, không có lưu giữ dữ liệu cũng như là không có đảm bảo độ tin cậy. Hệ thống SCADA thì thường xuyên báo lỗi, mất trạng thái, kết nối không có ổn định. Thì tới năm 2021, tổng công ty truyền tải điện quốc gia để đáp ứng cái nhu cầu tin cậy an toàn cho vận hành, thì tổng công ty đã đầu tư để nâng cấp cái hệ thống điều khiển máy tính thay thế cho hệ thống cổ điển cũ. Trong công tác vận hành, trước đây thì hệ thống điều khiển nó dạng cổ điển, cho nên nó không có được công nghệ cao như bây giờ. Bây giờ thì được tích hợp dạng hệ thống HMI ATS-1, cái phần mềm dạng mới nhất. Có nghĩa là nó sẽ được lấy dữ liệu từ dưới các ngăn lộ nhà bay lên trực tiếp hệ điều hành trên HMI này. Là mình có thể ngồi tại vị trí phòng điều hành mà mình biết được các dạng sự cố, các thông số mà ảnh hưởng tới sự cố. Qua đó mình có thể truy xuất để lấy được những cái thông tin sự cố sớm nhất, nhanh nhất để mà phục vụ công tác khắc phục sự cố và trả lại điện năng một cách nhanh nhất. Đây là hệ thống mới nhất được sản xuất của công ty ATS-1. Nó là hệ thống tích hợp điều khiển vữa người và máy tính. Nó là một nó giao diện nó trực quan, rất là dễ nhìn và rất là dễ thao tác điều khiển. Có thể là mình nhìn vào mình sẽ nhận diện được sự cố ngay lập tức. Nó có rất là nhiều cái vị trí hiển thị, ví dụ như đèn sự cố, đèn báo cáo, đèn dạng sự cố, các biểu đồ sóng. Mình có thể lít chuột và thấy liền ngay lập tức. Trước đây mình điều khiển bằng tủ bản điện, thì nó được thay thế bằng hệ thống điều khiển trung tâm, hệ thống máy tính, thì nó tập trung hơn. Thì hệ thống mạch nhị thứ được thay thế bằng mạch mới, thì kết hợp với lại cáp quang thì nó ổn định tin cậy hơn. Thì hệ thống rơ le thì mình được thay thế bằng rơ le kiệt số, có kết nối lên hệ thống máy tính được và ổn định hơn, tin cậy hơn so với cái hệ thống rơ le cũ. Cũng như là cái ưu điểm trong vận hành, thì điều hành viên thì khi mà giám sát thiết bị thì mình cũng trực quan hơn, đưa rất là nhiều thông tin lên hệ thống máy tính của mình, và trong thao tác thì mình cũng không cần phải ra ngoài sân ngắt, mình thao tác tại phòng điều hành, chỉ ra ngoài giám sát thôi. Công việc hàng ngày chúng tôi là chia ra, thì mỗi ca chúng tôi sẽ đi kiểm tra về thiết bị ở trong sân ngắt cũng như trong các tủ nhà bay, để từ đó chúng tôi đánh giá cả vấn đề về các tình trạng thiết bị tổng hòa, thiết bị trong trạm cũng như các thiết bị trong nhà bay. Trong quá trình kiểm tra thì chúng tôi có trang bị như là máy tính bảng và như là ống dòm để quan sát các thiết bị ở xa như mất dầu chẳng hạn. Chúng tôi sử dụng như thiết bị như là máy đo nhiệt độ, thì chúng tôi sẽ quét được các điểm nóng, từ đó chúng tôi có thể lên kế hoạch cắt điện hay là theo dõi, tăng cường theo dõi các vị trí nóng đó để đánh giá được cái tình trạng có cần cắt điện hay là mình cần cắt điện để bảo dưỡng để đảm bảo cho việc vận hành thiết bị tiện lợi hơn.
Việc ứng dụng công nghệ vô công tác vận hành rất là cần thiết. Nó đảm bảo sự ổn định, vận hành ổn định, an toàn, đảm bảo cho cung cấp điện liên tục để cho sinh hoạt cho người dân, như là phát triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận. Khi là nâng cấp cái thiết bị này thì anh em trạm cũng tham gia ngay từ lúc ban đầu, do đó được bên đơn vị thi công cũng hỗ trợ đào tạo lúc mà thi công, cũng như sau khi thi công rồi thì cũng có training, cũng có đào tạo cho mình. Rồi công ty sau đó cũng có cũng mở các khóa đào tạo ngắn hạn để cho anh em nào mình chưa nắm bắt kịp thì người ta tham gia. Trong vận hành thì có trạm cũng trực tiếp tổ chức hàng tháng để đáp ứng nhu cầu công việc của trạm.